Lưu Diệp Phi rất ít khi lên tạp chí nhưng mỗi lần lên đều có những khoảnh khắc tuyệt đẹp y chang như danh hiệu thần tiên tỷ tỷ mà mọi người gọi cô. Dương Mịch luôn có không ít những bức hình thần thái thế này. Chỉ cầm quạt thôi nhưng Angela Barbie và Tống Tổ Nhi cũng khiến mọi người mê đắm. Lưu Thi Thi cute như thế này bảo sao Ngô Kỳ Long không say mê và cưng chiều như bà Hoàng chứ. Nhan sắc đỉnh cao của Triệu Lệ Dĩnh dù thế hệ sinh con được nửa năm. Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Ác, Cổ Lực Na Trác đều là những mỹ nhân tân cương cực kỳ nổi tiếng trong showbiz Hoa ngữ. Nhan sắc hoàng mỹ thế này ai mà chẳng bị hút hồn chứ. Dương Tử cute và ngọt ngào. Thần thái của Tống Tiến không thể đùa được đâu. Khoảnh khắc đi vào lòng người của Trịnh Sản. Âu Dương Nana từng gây bão với bức hình này. Mỗi lần Tiểu Lưu Diệp Phi Trần Đô Linh sinh ra đều khiến mọi người không thể rời mắt. Nguồn Weibo.